Do đó quan điểm của anh á, em đặt cái túi nhỏ nhỏ là thông minh, lựa chọn thông minh. Ví dụ cái ngực của em thích nhỏ nhỏ như vậy, em đặt cái túi khoảng quanh 200 thôi, em đồng ý không? Em đặt cái túi cho nó ổn định hết đi, vì cái ngực mà nó đang xa trễ. Thì do đó khi mình đặt cái ngực nó vô thì cái túi nó sẽ nâng lên một phần, vì nó nâng lên một phần nhưng mà nó không thấy xa trễ, có thể nó không thấy xa trễ theo cái mong muốn của em. Thì do đó mình cứ đặt cái túi vô cho nó ổn định đã, khoảng 3 đến 6 tháng sau mình nhìn nó lại một lần đó. Lúc đó dù em thích như thế nào thì mình chỉ cần thu cái quần này chút xíu là ok. Vì tại sao như vậy, cái quần em nó cũng đang to, cho nên mình chỉ cần làm cái con dao tù nó nhỏ vậy là cái là nó ok, em hiểu không? Thì lúc đó ngực nó đứng như một cái ngực mới, em hiểu không? Tại sao bác Vũ không làm cùng lúc là đặt cái túi vô rồi thu quần như những chỗ khác? Làm như vậy thì tốn một lần thôi đúng không, một lần này kia, nhưng mà ngược lại thì bác thấy cái kết quả nó đẹp. Vì tất cả thì sao, khi mình đặt cái túi vô thì ngực bắt đầu nó cũng hơi sưng lên, nó chứa nó bị căng lên, cái thời điểm mà sau mổ nó căng lên, rồi sau đó cái đường mổ mà nè nó chịu một cái áp lực căng lên thì chắc chắn nó biết mổ nó không đẹp đúng không, cho nên mình cứ đặt vô. Nhiều lúc đặt xong rồi em thấy cái người em hài lòng rồi, không cần làm thu quần. Và còn muốn sau này mình muốn cho nó đẹp hơn, mình muốn cho nó đẹp lên đứng lên ngực này thì lúc đó có thu quần, thì lúc thu quần nó rất là dễ, nó chỉ cần ủ tê một chút xíu rồi xong rồi dây tê là mổ nó đau vậy, mà không cần phải gây mê em nhé.